Kim Kardashian siêu vòng 3 trở thành tỷ phú USD dù mang tiếng không có tài năng gì. Theo Kylie Jenner, đến lượt chị gái Kim Kardashian trở thành tỷ phú USD mới của Hollywood. Mới đây, tạp chí Forbes công bố Kim Kardashian chính thức tham gia hàng ngũ tỷ phú USD của thế giới. Tổng giá trị tài sản của ngôi sao truyền hình thực tế đã tăng đến 1 tỷ USD. Tạp chí Mỹ ước tính Kardashian đang nắm 1 tỷ USD trong tay, con số được tăng từ 780 triệu USD vào tháng 10 năm 2020 nhờ hai mảng kinh doanh béo bở, mỹ phẩm KKW Beauty và thời trang định hình Skim, cũng như các series truyền hình thực tế và một số khoản đầu tư khác. Kim Kardashian lần đầu được nhắc trên Forbes năm 2011, khi đó đơn giản chỉ là bảng thống kê số lượng người theo dõi trên Twitter của cô, 6,6 triệu người, chỉ kém Barack Obama và trên Ashton Kutcher. 5 năm sau, cô lên bìa Forbes nhờ tạo ra trò chơi trên di động. Và giờ đây, cô chính thức gia nhập danh sách tỷ phú thế giới, Forbes viết. Kim Kardashian thành lập thương hiệu mỹ phẩm KKW Beauty vào năm 2017, sau thành công của Kylie Jenner với Kylie Cosmetics. Cô học em gái mô hình kinh doanh chú trọng tiếp thị trên mạng xã hội và tiếp cận trực tiếp với người tiêu dùng. Trong lần đầu tung sản phẩm, 300.000 bộ dụng cụ make-up đã bán hết trong 2 giờ. Đến năm 2018, hàng đẩy mạnh thêm dòng phấn mắt, kem che khuyết điểm, son môi và nước hoa, thu lời 100 triệu USD sau một mùa bán ra. Theo Business Insider, năm 2020, ngôi sao người Mỹ đã bán 20% cổ phần KKW Beauty cho ông lớn ngành mỹ phẩm Coty với giá 200 triệu USD, thương vụ mang tính quyết định giúp giá trị công ty chạm mốc 1 tỷ USD. Bên cạnh KKW Beauty, Kim siêu vòng 3 ra mắt dòng thời trang định hình Skim, cô còn huy động vốn từ những nhà đầu tư có máu mặt trong giới như Natalie Marchese của Net A Porter và Andrew Dawson của Telgree và tận dụng tối đa lượng người theo dõi trên mạng xã hội để quảng bá thương hiệu. Kim Kardashian có 69,6 triệu người theo dõi trên Twitter và 213 triệu người theo dõi trên Instagram. Nhờ vậy, hình ảnh của Kim đã nhanh chóng được lan rộng ra trên toàn cầu. Nắm bắt rõ tâm lý người tiêu dùng chủ quần áo thoải mái khi ở nhà thay vì đông da hổi dài quét đất vào thời dịch này, Kardashian đã đẩy mạnh thời trang mặc nhà. Đây được nhận định là hướng đi rất thông minh. Kim sở hữu phần lớn cổ phần của Skim, công ty không tiết lộ doanh thu. Một nguồn tin thân cận của Skim nói với Forbes về giao dịch định giá công ty ở phía Bắc là 500 triệu USD. Do đó, chúng tôi ước tính cổ phần Skim của Kim khoảng 225 triệu USD, đủ để nâng tài sản của cô lên 1 tỷ USD, Forbes phân tích. Trước nay, dư luận luôn gắn và thậm chí mặc định cho cô là một người phụ nữ chẳng có tài cán gì, chỉ nổi lên từ cuốn băng nóng với bạn trai của Ray J và những câu chuyện đời tư đầy rẫy tai tiếng khác. Không thể phủ nhận video nhạy cảm đã giúp Kardashian được cả thế giới nhớ mặt đặt tên chỉ sau một đêm. Từ một trợ lý quê mùa, suốt ngày lẻo đẻo sau lưng Paris Hilton, Kardashian đã một bước xây dựng đế chế riêng và biết tận dụng những thứ mình có. Khi lên bìa Forbes, Kim Kardashian West đã đăng dòng tweet: "Không tồi đối với một cô gái bất tài là điều dư luận gắn cho cô lâu nay. Khi cô nổi tiếng nhờ một cuộc băng sex và chương trình truyền hình tai tiếng mang đậm tính giải trí của gia đình. Tuy nhiên, để Kim đạt đến vị trí như hôm nay, chỉ tài tiếng thôi là không đủ." Kardashian có hàng loạt bất động sản triệu USD trải dài từ New York, Los Angeles, Miami đến Calabasas. Cô còn có danh mục đầu tư cổ phiếu cho Disney, Amazon, Netflix và Adidas mà chồng cũ Kanye West đã tặng nhân dịp Giáng sinh 2017. Năm 2014, series truyền hình Keeping Up With The Kardashians mang về doanh thu 10 triệu USD một tập. Các thành viên Kim, Kharis, Kathleen, Kourtney, Khloe, Kendall, Kylie và Scott được trả thù lao 500.000 USD một tập cho mỗi người. Kết thúc mỗi mùa, các series của Kardashian đã vượt ngoài con số 10 triệu USD như trước đó. Game mobile có tên Kim Kardashian, Hollywood được cô giới thiệu vào năm 2015 đã gây ra luồng tranh cãi dữ dội từ người dùng. Nội dung game bị chỉ trích vô bổ, nhưng Kardashian vẫn vô tư kiếm được tới 80 triệu USD lợi nhuận. Kim Kardashian đang sống cùng 4 người con trong dinh thự xa hoa ở Holden Hills, Los Angeles, Mỹ. Cô và West mua chỗ này hồi năm 2014 với giá 20 triệu USD và bỏ ra 2,97 triệu USD để thay bể bơi, xây sân bóng rổ, làm những đường đi riêng trong khuôn viên, hàng rào bằng cây cối. Ước tính toàn bộ bất động sản nằm trên khu đất rộng hơn 30.000m² phải đến 60 triệu USD. Tuy nhiên, sau ly hôn, rapper sinh năm 1977 đã nhường cơ ngơi này lại cho vợ con. Đồ giàu của Kardashian còn được bảo chứng qua số siêu xe cô khoe với công chúng. Chỉ tính riêng năm ngoái, bà xã rapper I Love It đã lái hơn 25 chiếc siêu xe như Lamborghini Gallardo, Rolls Royce Gross, Aston Martin DB9, Mercedes SLR Epsilon. Theo Vogue, các chị gái Kylie dắt hàng hiệu lên người từ ngày này qua tháng nọ khiến cho các bạn biên tập cũng mệt mỏi theo vì khó có thể thống kê số lượng là bao nhiêu. Cô sở hữu khu vực riêng để trưng bày túi sách, phụ kiện của Hermes, Chanel, Dior, Louis Vuitton và cô thậm chí được sử dụng những item của mùa mới trước khi nó được mở bán.
Nhà Kardashian thuê đội ngũ stylist, makeup hùng hậu để lo việc ăn mặc. Người đẹp thường chỉ đặt riêng váy áo từ nhà mốt trước vài tháng đến cả năm với mức giá đắt đỏ. Hồi tháng 10 năm 2020, ngôi sao siêu vòng 3 thuê hãng The Brando, hòn đảo xinh đẹp của tỷ phú Marlon Brando ở vùng Polynesia thuộc Pháp, để mừng sinh nhật lần thứ 40. Cô chi 1 triệu USD để thuê chiếc Boeing 777, đưa 30 khách mời đặc biệt đến địa điểm này. Người đẹp nóng bỏng nhấn mạnh, sinh nhật năm nay, tôi không nghĩ ra kế hoạch gì ngoài việc chi mạnh với những người đã giúp tôi trở thành người phụ nữ như hiện tại.